Thưa quý vị và các bạn, đã như thường lệ, vào đầu năm mới, năm nào cũng vậy, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân bao giờ cũng tổ chức tiễn năm cũ và chào đón năm mới. Năm nay, vào buổi tối thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2017, các doanh nghiệp thuộc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin đã tổ chức liên hoan mừng năm mới năm 2017. Đến dự, ngoài sự có mặt đầy đủ của các doanh nghiệp trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, còn có Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và các cán bộ tham tán, tùy viên của Đại sứ quán Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức và đại diện một số hội đoàn, một số doanh nghiệp ở Cộng hòa Liên bang Đức là khách mời. Trước khi bước vào buổi lễ, ban tổ chức cùng các vị khách quý đã làm lễ dâng hương tạ ơn trời đất, thần linh thổ địa, ông bà tổ tiên đã phù hộ lộ trì cho các doanh nghiệp và bà con người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. Và năm nào cũng vậy, để tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân bao giờ có màn bắn pháo hoa đặc sắc và đặc biệt. Năm nay, mặc dù trời rất lạnh, nhưng mọi người đã ra sân để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nổ giòn tan của băng pháo dài hàng chục mét và làn pháo hoa liên thanh tuyệt đẹp. Có lẽ chưa bao giờ có một màn pháo hoa đẹp như thế, như báo hiệu một năm mới với nhiều niềm vui và cơ hội đang chờ đón mọi người ở phía trước. Thay mặt ban tổ chức, ông Lê Xuân Dinh đã đọc lời khai mạc. Ông điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân hơn 10 năm qua và khẳng định Trung tâm Thương mại Đồng Xuân trong tương lai còn phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa bởi có sự đoàn kết của mọi người, sự tận tâm giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam và đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Berlin. Trong niềm vui vô bờ của ngày đầu năm, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bà con cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức và trên thế giới. Tôi xin gửi những lời chúc mừng năm mới, chúc tốt đẹp nhất đến tất cả anh chị em các bạn ở đây, cũng như tất cả anh chị em người Việt chúng ta đang sống ở trên đất nước này và tất cả những người Việt chúng ta trên khắp Nam Châu. Thay mặt Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã có lời phát biểu. Là được gặp gỡ quý vị, được giao lưu với quý vị, được ăn cơm uống rượu với quý vị trong ngày đầu năm. Cảm ơn sự có mặt của quý vị đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Trân trọng cảm ơn. Về tương lai, ông Nguyễn Văn Hiền khẳng định: Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức sẽ ngày càng đoàn kết, ngày càng hội nhập tốt và ngày càng thành công tại Cộng hòa Liên bang Đức. Lời phát biểu của ông Tổng Giám đốc như một thông điệp gửi tới mọi người rằng Trung tâm Thương mại Đồng Xuân sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng để trở thành một niềm tin, một điểm tựa, một niềm tự hào của người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. Và hiện nay nó đã và đang được như vậy. Thưa quý vị và các bạn, đêm chào mừng năm mới năm 2017 của các doanh nghiệp trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân với gần 300 người tham dự đã tràn ngập niềm vui và tiếng hát vui chơi quá thưởng từ những ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ vốn là cây nhạc lá vườn, từ những người kinh doanh buôn bán thường nhật nhưng lên sân khấu lại hết sức tuyệt vời, rất hấp dẫn. Trong những tiếng hát cất lên không ngừng ấy, mọi người đặc biệt thích thú bởi hai giọng hát nhí thuộc lớp thứ hai, thứ ba được sinh ra ở Đức, nhưng vẫn giữ được ngôn ngữ và văn hóa truyền thống Việt.
gia đình Lương Y Hoàng Lê, nhưng khi lên sân khấu lại là một nghệ sĩ hát quan họ. Anh đã cải biên bài hát Đồng Xuân Đến Hẹn Lại Về. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ đầu năm không gì bằng hái lộc. Mọi người, kể cả đại sứ Đoàn Xuân Hưng, đã cùng bà con hái lộc đầu năm. Rất phấn khởi, rất vui vẻ và cùng rất may mắn. Xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới, năm 2017, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.